Kính thưa quý vị, lời tiếp chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị, quý Phật tử, bà con nhân dân cùng thưởng thức tiết mục múa chèo Kiến Xương Mảnh Đất Ân Tình do câu lạc bộ chèo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Bình biểu diễn. Kính mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, có lẽ tối nay là chương trình đầu tiên ra mắt của câu lạc bộ chèo xã Phú Bình. Để cổ vũ động viên cho câu lạc bộ, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy ca tay một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên cho câu lạc bộ chèo xã Phú Bình. Chẳng rời xa nữa, em đưa anh về. Thank you.
Xin cảm ơn tiết mục hết sức đặc sắc vừa rồi đến từ câu lạc bộ chèo của Hội Liên Phụ Nữ xã Vũ Bình. Kính thưa các quý vị,